cập nhật lúc 8 giờ ngày 7 tháng 2 năm 2020. Thế giới 31.481 người mắc, 1.561 người phục hồi, 639 người tử vong. Trong đó, lục địa Trung Quốc 637 người tử vong, Philippines 1 người tử vong, Hồng Kông, Trung Quốc 1 người tử vong, Việt Nam 12 người mắc nCoV. Trong đó, 2 cha con người Trung Quốc, 1 người đã khỏi và xuất viện. 5 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc, 1 người đã khỏi và xuất viện. 1 công dân Việt Nam là lễ tân có tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung Quốc đã khỏi và xuất viện. 1 công dân Mỹ đến Việt Nam trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc. 1 người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với nCoV trước đó. 2 trường hợp, 1 người là mẹ, 1 người là em ruột của bệnh nhân dương tính với nCoV trước đó. Điều trị khỏi 3 người đã xuất viện. Tây Ninh chưa ghi nhận ca mắc nCoV.